Và lượng thông tin này đang khiến cho Lazy phải đẩy cục, nhưng họ không thể đổi được mạng lời so với đối phương. Béo bắn quá tốt ở đây. Hai cái đầu dành cho bên chúng Béo và chỉ có lại một người duy nhất mà thôi. NTK cũng không chịu nổi. Và một điều linh rất sớm, nhưng vấn đề rằng là Mèo lại bắn lỗi skill. Growler phát hiện ra người rồi Béo ơi, và bây giờ thì đó là mạng thứ hai dành cho vị trí của Béo. Khi mà ở đây đã có đến hai người lặng ra và đó là ba mạng dành cho vị trí của Béo. Forest Win gọi tên ba tể, cùng đối đầu 1v1 với Béo. Và chỉ còn đó lại là Vinet. Vinet làm hai, đưa tình huống về là 1-2. Hãy cùng xem Vinet người clutch nhiều nhất trong phần 1 có thể clutch được tình huống này không đây. Hơi khó khi mà cái hàng xa đang là cái vật cản. Bây giờ thì là 1v1 rồi. Vinet ơi, đối phương đang ở ngay gần. Và đó cắt đến từ Vinet. Và mọi thứ nó sẽ quay trở về quỹ đạo lại. Và khởi đầu ra thi đấu này vẫn phải là chỉ có Mèo lên tiếng. Double kill dành cho Mèo trước khi Đức Tề tìm được cho mình first blood trong trận thi đấu này. Đẩy cục đến từ tên Mèo bằng quả sốc nhưng khiến cho người đồng đội phải nằm. Chẳng sao cả khi Mèo vẫn thể đổi mạng thành công. Thế nên là Mèo đang muốn đi tìm mồi nhưng Mèo bị bao vây và Mèo nằm xuống. Red Devil cũng làm được đôi trong pha xử lý này. Mất rất nhiều đến từ đội của Lazy, bất quá Nguy nọ đang không có quá nhiều lượng info. Nano Swarm cần phải kích hoạt nhưng Nano Swarm không nổ đến vị trí của Vinet. Và bây giờ thì Spy được hạ xuống thành công. NTK còn đó là 19 máu. NTK đang gặp khó nhưng vẫn kịp đổi một. Nhưng Red Devil vừa làm 3. Đại Cú Tê bắt điên Đức Tê phán đó là một round thi đấu chiến thắng Eco dành cho bạn Tê. Cú Tè mở màn cho round thi đấu 16 bằng cái đầu của Mèo Cú Tè. Akashi đổi 1, Akashi đổi 2. Với một tình huống bắn cũng khá khó dành cho Akashi. Đối phương thì cũng đang đẩy đến nơi rồi. Vinet đối đầu với cả vị trí. Quả Spy đặt không phải là một quả Spy quá đẹp dành với chúng ai gì. Nhưng góc đứng ngoài ta thì lại đẹp hơn rất nhiều. Một vs 1, địch đã gỡ nửa rồi mà ai gì hết đạn nhưng chưa phải nằm. Vẫn đang quẩy được đến tài gì. Pro Never vẫn có được hay không đây? Trả lời là có dành cho Lazy bất quá được win. Một tinh tử gần gần với Lazy nhưng thật sự phải nói rằng nó sẽ là rất khó. Aceola làm một với khẩu súng Zenith nhưng cần phải làm hơn gần gần với Lazy ơi. Và bây giờ thì Aceola chỉ còn là một mình. Và Aceola còn map 2 để gỡ cùng với các đồng nghiệp với team Lazy. Đang rất từ tốn đến từ các player 3T. Họ đang cùng nhau di chuyển về khu B long. Nhưng tại mid thì Mèo đã bắt được Red Devil và Mèo có double kill. Ba thành viên còn lại thì 3T đã không có sự support nào cả. Tỏa sáng đến từ cá nhân Mèo nhưng Đức Tề vẫn còn. Và triple kill cho Đức Tề đang chờ sẵn. Triple kill đã tới dành cho Đức Tề. 2-0 gọi tên Lazy bất quan là win. Không đẹp của Béo và Béo đã phải nằm. NTK vẫn đang cố tìm người thứ hai. Tìm chưa xong thì Đại Cú Tè đã đi săn mồi. Triple kill gọi tên Đại Cú Tè. Biết một người nữa đang ở dưới chân. Quát kill gọi tên Đại Cú Tè. Và 1-2 cho đội hình của 3T. Cơ hội vẫn đang là còn nhưng thời gian không nhiều dành cho các player bên phía của team Lazy. Akashi đã đổi được mạng. Vinet vẫn còn đó. Và đây lại là vị trí của Vinet lên tiếng. Ba mạng cũng liên tiếp dành cho cái tên Vinet. Và Akashi chỉ còn lại một mình. Cố gắng lùa Red Devil không bao giờ làm bài toán dễ dàng cả. Và Akashi kịp thời đổi được một mạng. Vinet vẫn còn. Triple kill dành cho Akashi những thời gian ra để đang câu đi được khá nhiều thời gian của Lazy. Mèo định làm một điều gì đó. Mèo có 2. Và bây giờ thì đó là 4-2 dành cho tay tuyển bên phía Lazy. Vinet bắn cục đi được vị trí của ngưỡng đội bên phía Đức Tê. Nhưng bên Đức Tê chỉ còn đó là một bóng và thôi. Và cuối cùng thì Vinet làm hết. Snake Bite được trả vào và đội hình bên phía team Lazy đang gặp khó. Chưa kể Red Devil còn vừa ghi điểm trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì NTK đã ra đi. Double kill dành cho Vinet. Triple kill gọi tên Vinet. Và Béo là người dứt điểm đoạn thi đấu này. 14 cho các thành viên team 3T. Cả hai đội tuyển Spy được hạ xuống thành công khi mà vị trí Red Devil bị bắt. Lợi thế đang thuộc với các thành viên bên phía Lazy khi mà Mèo có mạng thứ ba. Ra ba người rồi, bức tường được dựng lên kịp thời nhưng Lazy, Mèo Cú Tè đẩy vào lánh anh quá. Hai mạng dành cho Mèo nhưng vị trí của Béo vừa bắt điện người cầm Spy. 3-3, 3T không phải vội trong tình huống này. Red Devil tiếp cận rất gần đối phương nhưng Mèo bắn tay vẫn đang là quá chắc. Lại làm cái triple kill dành cho Mèo nhưng Mèo ơi đừng quá khó chịu. Mèo đã bị bớ và cả Azula cũng vậy. Một mình Đức Tề, vị trí đứng không còn nhiều. Mục tùng rất khó chịu đến từ Đức Tề giúp anh ta đổi được một và đổi được nơi đến từ Đức Tề. Lại là một round thi đấu cần. Vinet đang muốn cố gắng làm điều gì đó cùng với người đồng đội đại của mình. Aceola bắt được vị trí Vinet. Đại Cú Tè hạ cũng Đức Tề. Nhưng tham mình liệu rằng nó có ủng hộ 3T không đây. Đại Cú Tè cover là hay và bây giờ thì Béo ơi.